ngon mọi người. Trái này nó còn hơi bị già đó nha, chứ mọi người ăn trái non đi, nó đã dữ lắm. Xuất hiện giống dừa ngọt ăn được cả vỏ khiến nhiều người không tin và sự thật đằng sau. Sau đọt đu đủ măng cục xanh thì mới đây một người phụ nữ tiếp tục giới thiệu đến cộng đồng mạng món dừa ngọt ăn vỏ bỏ nước vô cùng độc lạ, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Khi đó cô gái bưng ra một dĩa vỏ dừa, sau đó rồi ngồi ăn như là đang ăn dưa hấu vậy đó. Vừa ăn thì cô gái lại vừa tấm tắc khen ngon, ngọt và giòn sực sực. Thậm chí cô gái còn tận tình hướng dẫn cách ăn, tránh ăn phải trái già, trái chát. Mọi người thấy không? Nó già, nó bị cứng. Chứ cái khúc non của ăn ngon lắm mọi người. Tới bên đây rồi. Sao mày rồi, nó còn ngọt nữa. Ngon. Cái dừa bình thường đó mọi người, nếu như mà mình ăn của nó, ăn cái này nè, mình nó sẽ bị chát nha. Nhưng cái này là giống dừa ngọt, không chát. Tuy nhiên, dân mạng sau khi xem qua đoạn clip lại vô cùng xôn xao cho rằng cô gái cố tình ăn để mà câu view trên mạng xã hội. Thế nhưng, nhiều người dân miền Tây, đặc biệt là ở Bến Tre đã thi nhau vào xác nhận có giống dừa kỳ lạ, ăn vỏ, bỏ nước, vì vỏ nó ngọt, nước nó nhạt, càng ăn càng ghiền, ăn ngoài chỉ có no mà không thấy ngán. Đích thị là một trong những món ăn chơi của người dân miền Tây, mặc dù hiện nay thì có nguy cơ bị thất truyền vì càng ngày càng ít người để lại giống dừa này vì không có năng suất. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại: hồi nhỏ nhà mình có một cây, nước thì lạt nhưng mà vỏ nó ngọt, càng ăn càng ngay, trái non giòn ngọt dữ lắm, xứ mình thì gọi là dừa dâu ăn vỏ. Hồi nhỏ tôi có ăn nhưng mà tại khổ quá không có đồ gì ăn vặt nên mới ăn, giờ có tiền rồi thì lại không biết mua ở đâu. Cái này mà chấm thêm muối ớt nữa là ngon nhất cái nắp luôn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.